Xin chào mọi người hôm nay đã đến với kênh của mình. Mọi người ơi, hôm nay mình chia sẻ với mọi người một món ăn mới. Đó là món cà tím cuộn thịt chiên giòn nha mọi người. Cách làm như thế nào? Mình mời mọi người cùng vào bếp với mình nha. Ở đây mình có hai trái cà tím, 300g thịt mình đã xay nhuyễn, một ít hành lá mình cũng đã cắt ra rồi, 100g bột chiên giòn, một muỗng cà phê tiêu xay, một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê đường và nửa muỗng cà phê bột ngọt. Bây giờ mình sẽ ướp thịt nha. Đầu tiên mình cho một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê tiêu, hành lá, một muỗng canh dầu ăn để cho món thịt của mình được mềm hơn nha. Bây giờ mình sẽ trộn đều gia vị lên. Thịt này thì mình mua thịt đùi nha mọi người, vừa có nạc vừa có mỡ thì sẽ làm cho cái món thịt của mình được mềm hơn nha. Mình sẽ để qua một bên. Bây giờ đến phần cà tím ha. Mình sẽ dùng một cái dao hai lưỡi và mình sẽ bào những miếng cà tím này của mình ra nha, thành những miếng mỏng nha mọi người. Sau khi mình đã bào cà tím ra xong, bây giờ mình sẽ bắt đầu cuộn thịt nha. Mình cho một miếng thịt vào giữa miếng cà tím, rồi mình dùng muỗng mình tán đều phần thịt này đều ra trên miếng cà của mình. Mọi người tán một lớp thịt mỏng thôi, bởi vì khi nếu mình tán thịt dày quá thì khi ăn sẽ rất là ngán nha. Tán đều một lớp mỏng lên trên miếng cà mình là được. Bây giờ mình bắt đầu cuộn miếng cà tím của mình lại. Mình cuộn cho thật chặt tay nha mọi người. Vậy là xong rồi đó mọi người. Rất là đơn giản luôn ha. Đây là số cà tím mình đã cuộn xong. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi pha bột nha. Mình sẽ cho nước lọc vào trong cái 100g bột chiên giòn của mình và mình khuấy đều lên cho đến khi nào bột thành một hỗn hợp sền sệt như vậy là được. Tiếp theo mình bắt chảo lên bếp và cho vào chảo một ít dầu ăn. Khi chảo dầu của mình đã nóng lên rồi ha mọi người, đây là cái chén bột của mình. Mình sẽ nhúng cà cuộn thịt của mình vào nha và mình thả vào trong nồi nè. Trong lúc chiên, mình dùng đũa đảo đều những cuộn cà tím của mình để cho nó được chín vàng đều nha mọi người. Những miếng cà của mình đã vàng rồi ha. Mình sẽ rắc ra nha. Mình sẽ để vào trong gỗ cho nó gáo dầu nha. Mình sẽ tiếp tục chiên cho đến khi nào xong luôn cái phần cà tím của mình ha. Lần chiên thứ hai, cà tím của mình cũng đã vàng rồi mọi người. Mình lại gấp ra nha. Và bây giờ mình sẽ bày ra đĩa. Cả nhà ơi, thì mình đã chia sẻ với cả nhà cách làm món cà tím cuộn thịt chiên giòn rồi hết cả nhà. Bây giờ mình sẽ lấy thử một cuộn nè. Đây, cả nhà nhìn thấy cuộn cà tím cuộn thịt chiên giòn của mình có ngon không cả nhà? Nhìn thấy thật là hấp dẫn luôn đúng không? Đây, mình sẽ bẻ nó ra cho cả nhà xem bên trong nha.
Đây, đây là lớp thịt cà tím của mình, lớp thịt bên trong đây cả nhà, nhìn rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn ha. Bây giờ mình sẽ chấm với một chút tương ớt nè. Mình mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Giòn gụm luôn, thơm phức, giòn gụm, ngon quá cả nhà ơi. Khi mình chấm vào trong chén tương ớt này nè thì nó sẽ làm tăng thêm độ ngon của cái món trà tím cuộn thịt chiên giòn này của mình ha. Ngon quá. Cái thịt mình ướp gia vị như vậy đó mọi người, mình ướp với hành như vậy đó ha, thì cái gia vị nó rất là vừa ăn và rất là thơm luôn nha. Mình ăn vào cái vị giòn của bột nè, mềm của cà tím và thịt nữa, rất là ngon luôn đó. Đến đây mình cũng xin kết thúc video mình tại đây nghe cả nhà. Cả nhà nếu thấy video này của mình hay thì hãy cho mình một like nha. Và nếu ai chưa đăng ký kênh của mình thì cả nhà hãy nhấn đăng ký và nhấn vào chuông thông báo, để khi mình có ra video mới thì cả nhà sẽ là người đầu tiên xem video mới của mình nha. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Bye.